Con hoành nghề bao nhiêu bác? Nhập vô. À, hoành nghề bao nhiêu đấy? 50. Cái hoành nhưng mà cái hoành của thế còn cái đấy thì bao nhiêu? Cái này này 50.000. Còn cái này này, cái này. À thế à? Cái này bao nhiêu bác? Cái này 3,5 triệu. Đó, 5 tiền là... Đúng rồi. 3,5 triệu. Đê đê. Cái này khí đá. Bác đọc cái số đi. Xem sau mà có gì em gọi. Bác đọc cái số đi. 0979. 0979. 583. 583. 873. 873. Rồi, ok. Em đi vào đây. Chờ ba lại chợ chưa có nhiều cái khúc mốc. Đây lại có cây mới, đây lại có cây mới, tí nữa thích cây nào lại mua. Giá giá cây này 100 á. À thế à? Ờ. Em cũng không nhớ đâu. Anh nhớ với ai mà. Rồi bác nào mà có cây ấy thì cứ giới thiệu thôi. Nhiều anh em thích lắm nhưng mà không biết là của ai mà lấy. Vâng. Lại có cây tùng. Rẻ thế thôi à? Vâng. Đây các cụ đang đòi tiền quay phim. Vâng. Quay hết chỗ này xong rồi vào à? Mua chứ. Bán đắt quá không mua được. Quay là quảng cáo cho các bác đấy. Hôm nay dọn ở đây nhiều quá nhỉ. Quay này nhiều người biết ra nhiều hơn. Cái cần thăng này bao tiền? Cái cần thăng này là 800. 800. Ông đấy thì có mặt hơi nhiều rồi. Đây. Có mặt nhiều rồi. Toàn các cụ ở Hoài Đức đây. Ông về hưu rồi, ông này về hưu rồi. Đây. Quay mặt ra luôn. Xem này. Xanh. Không còn nếu quay cây này không xin cửa đưa cho ông thì 200. Cây này 200 thôi gì? Này nó đưa em cũng đến mạng như gì mà nó bảo rõ ràng thì anh bán Hà Đông mà nó hỏi anh bao tiền cây, không anh bảo là 1,5 triệu, 2,5 triệu, không trả ai quay tôi cả, con tăng này luôn, mấy cái xanh nhỏ đấy, mà cách đây nó phải ít nhất phải 3 tháng, 2 tháng rưỡi, 3 tháng, cả ông cư, nhiều lắm, ở chợ Đông nên nhiều, kể cả em đấy cũng vào mở lên, mình bán chuối được quay suốt ngày, thấy gặp bên cả chuối. Thế nào đấy? Tôi hỏi thế nào? Quay lên cả thế nào? Kéo lại không?
Hôm trước chả mua mấy cây. Vấn đề là quay có được tiền đâu mà ấy. Ông hỏi nhiều người biết người ta ra. Chưa được ra. Số anh, số mới gửi cho anh quay. Anh cứ đọc đi, anh cứ đọc đi. 0936 80 6659 rồi, ok. Chủ nhân cái này. Tối là thể nào có thằng nó gọi cho anh. Tối là nổi bật ngay này. Tối hoặc mai vì là bận đi làm chưa áp được. Lên máy anh anh xem. Cái này bác bảo bao tiền? Đoạn trên này đều ổn rồi nhưng mà đoạn này thôi. Cái này nó bật. Ok. Anh tên gì nhỉ? Có số mà nó không thể nói tên. Gọi là không biết xưng thế nào. Nếu gặp trực tiếp thì phải gặp ông Phan Văn Khải. Này thì mua mấy cái mai chiếu thủy của ông Phan Văn Khải rồi. Rồi. Dạ có bác á. Làm gì có đồng nào. Quay cho nó vui. Đưa lên của mình, kênh của mình làm gì có tiền. Ai trả tiền cho mình. Thích quay vui, không có tiền mua thì quay về xem. Đồng nào ấy. Không biết cho vui thôi, có tiền người ta bỏ làm rồi. Rồi xem cây dưới này. Cái cây cục cục này bao tiền? Vui gà. Đuôi gà. Đuôi gà. Đuôi gà, mấy ông này vui tính quá. Cháu đi vòng tí quay lại nhá. Tí quay lại, đang bận tí. Hôm nay lại có chợ gặp mấy cái bác vui quá. Nhiều cây đẹp đây. Các bác nhá. Hôm nay rất nhiều cây đẹp. Mấy gốc phôi xanh này. Các bác lại thông cảm cho tôi đi hơi nhanh tí. Để quá nhiều cây. Đây này. Bác nào mà xin được mấy cái này thì chậm được. Ngon. Nam biển. Con này ngon. Hoành nghề bao nhiêu bác? Nhập không? À hoành nghề bao nhiêu đây? 50 cây hoành nhưng mà cây hoành của... Thế còn cây đấy thì bao nhiêu? Cái này này 50.000. Còn cái này này, cây này. À thế à? Cái này bao nhiêu bác? Cái này 3 triệu rưỡi.
Nam Điền là đúng rồi. 30 rưỡi. Đê đê. Bác đọc cái số đi. Xem là xong là có gì em gọi. Bác đọc cái số đi. 0979 0979 583 583 873 873. Ok. Em đi bác ạ. Mấy hôm nữa nhiều thằng gọi nhanh lắm. Mấy hôm đi quay phim nữa không có lấy số. Anh em hỏi cây của bác là từ đâu đến đâu hay là có mấy cây này thôi? 3 cây à? 3 cây Nam Điền, 2 cây Nam Điền. Đấy, 50.000 một cái tay, vừa cắt cây nào ra đấy? Đây. À đây, đây, đây. Cắt của con trực. Người xuống sông xong. Sướng bác kỷ niệm đi. Kỷ niệm đi. Lắm cho uống nước chứ không phải lắm cho để em đâu rồi. Ôi. Không về cắm là bán 200 ngay. Ôi. Gà bán được gì chưa? Chả có ai hỏi mua bán. Đây là đại ca có bán búc của đại ca không? Hả? Bán búc đại ca em mua. Bán gì? Búc. Ôi ôi. Bán cái gì chẳng bán? Ôi đây của Huynh à? Ờ, ổn rồi đó. Bao tiền Huynh? Vừa em bụng tóc. Ôi đông dư à? Quái ghê đấy nhỉ. Ờ những con này nó xịn quái. Mới đầu gốc ổi quái thế. À thì nạt chứ đâu ra. Không, nó phải có gốc quái sẵn rồi. Không không. À làm gieo từ cây con. Ôi giời, thế thì mất thời gian lắm. Thì làm cái này thì phải làm thế. Kể cả những cây súng cây xiếc đều phải gieo hạt làm từ cái hạt. Chính xác. Ý mình là thắt kiểu gì mà nó lại được những cái uốn tay từ nhỏ, từ lúc nhỏ đúng, lồi lồi là phải uốn rồi. Kiểu như mình dẫm đạp lên đi. Thế à? Có nghĩa là những cái đồ này là phải treo hạt xong bắt đầu là phải uốn tay từ nhỏ để tạo cái dáng. Thế thì lâu lắm. À thì cũng phải có thời gian. Cái cây này, thế cây này cũng phải từ gần chục năm đấy nhỉ bác nhỉ? Không đến. Ổi rất nhiều người thích chơi. Lấy cái thốt. Ôi, cây này nhìn cứ tưởng là có hòn đá gắn vào hay đấy. Kiểu như là thân đá nhưng mà nó già, hòn đá gắn vào rất hay. Bác đọc cho em cái số bác kể. 0914 828 606. Bác tên gì nhỉ? Tên Sinh. Ở Hưng Yên lên hay ở đâu bác? Sinh ở Văn Giang Hưng Yên. À, nhìn là biết. Văn Giang. Có hay lên đây bác? Em ít gặp. Đó, mình hay lên. Trước mình nghỉ thời gian mấy năm mình bắt xét nghiệm. Ok. Nghỉ 4 năm. Bác nhiều cây đẹp đấy. Ờ mình thì chuyên bonsai mà. Chắc thì em up video lên thì rất nhiều anh em gọi. Cây này bao nhiêu anh? Cây này 5 triệu. Vũ Phúc Giáng Đình. Vâng. Não sáng đình. Xì cổ đấy. Xì tai chuột. Áo đỏ. Xì ta. Đấy. Đợt em triển lãm em cũng tạo vâng. Chương trình. Anh hôm anh đi vào anh với cả em cứ đi khắp mà. Bây giờ trên của thằng Tạo Thăng Điền thằng Trần Bé Hôm nay ông Đỗ Sinh nhiều. Vâng. Em thì em bận đi làm thi thoảng rảnh đi quay thôi. Các bối là các bối rảnh ngày nào cũng đi quay. Cả cái máy chuyên dụng ấy. Vâng. Hay đi làm. Em có phải là làm nghề nhất nhiều làm cái vui thôi. Làm cái vui anh biết chứ. Chứ đội kia thì nó kia làm chuyên nghiệp luôn nó làm ăn tiền đấy. Nó làm thương mại. Đấy làm thương mại đấy, mà đứng làm đâu. Mình thì còn có công có việc. Cả trường miền Nam miền Bắc. Em còn có công có việc thì có đi đủ con số luôn để em đi quay bằng cái vớ vẩn thôi. Quan trọng là anh em nó biết mình giới thiệu cho các bác người ta ra người ta lấy thôi. Chứ tiền nong gì. Đẹp quá.
Con này khủng. Thành thẳng cách của mình là gì? Dạ. Thành thẳng cách của mình là gì? Của em là gì? Tên gì? N2T. N2T là ra em gì? Là ra video của em gì? Vâng, N2T. N2T N2T tai N. T nó hơi tiếng Anh tí. Cao là thấp. N N ấy. N thế này này. Không, đấy là L. N đây gì? N là N na ấy. Quảng Na ấy. N thấp, N Hà Nội. Em không biết N thấp hay N cao. N là N. Nhiều người cứ hỏi N thấp N cao em không biết, không hiểu đâu. Ê bác mà có 3G gõ ra luôn. 3G cho đây xem suốt cái Huawei suốt. Đấy. Hay à? Dạ. Thế ai ấy, từ thế ai gì nhỉ? N2P. Đây đây em gõ cho. Các bác N, N trên N. Em đang bận gì? Này chị bác. Em hay quay ở chợ. Bác gõ chữ N này. N, N, N chứ không phải L. Cách ra cả ba chữ đều tách à? Không, N2T xong cách đây nhỉ, N2T là xong dấu cách, thêm chữ T nữa, mất chữ T rồi, xong dấu cách, cách N E E à? Vâng, E N T. Enter R. Đó là internet cái gì đúng không? R. Em biết tiếng Việt bắt đầu. R. Vâng. Nó là người làm giải trí mà. Từ đây em gõ đi. Đây, đây em gõ tiếp. Em hơi bận đi. Các bác chờ tí nhé. Tạm dừng một cái.